hoa ban nở rộ khắp núi rừng Tây Bắc. Hoa ban tươi thắm dưới nắng hè, rung rinh trong những câu hát mừng ngày chiến thắng. Bên sông nậm rôm, ánh lửa bập bùng. Tháng 5 năm 1954 đã trở thành thiên sử vàng chói lọi của dân tộc với chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tháng 5 sẽ mãi nhắc nhớ thế hệ hôm nay, không quên thể hiện sự tri ân với biết bao máu xương đã đổ của ông cha, để sắc hoa ban nơi núi rừng Tây Bắc rạng rỡ mãi về sau. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử Việt Nam ghi dấu chiến thắng Điện Biên như là một bạch đằng, chi lăng, đống đa của thế kỷ 20. Chiến thắng vĩ đại ấy như một minh chứng thép, sáng ngời, ngợi ca tinh thần đoàn kết, sức mạnh quật khởi của quân và dân ta. Đó vừa là khúc ca khải hoàn của cuộc trường kỳ kháng chiến, 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng, vừa khơi mạch nguồn cảm xúc bất tận để các nghệ sĩ khai phá. Qua miền Tây Bắc núi phút ngàn trùng xa, xuôi sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua, bộ đội ta vâng lệnh cha già về đây giải phóng. Những bài thơ về Điện Biên hào hùng khí thế, những bức ảnh được chụp nơi chiến trường khốc liệt, và có biết bao khúc ca về Điện Biên đã vang lên trong những tháng quân dân Việt Nam đồng lòng chung sức hướng về Điện Biên. Những bài ca cách mạng như Qua miền Tây Bắc, Hò kéo pháo, Hành quân xa, Giải phóng Điện Biên đã góp phần nuôi dưỡng tinh thần cách mạng, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, niềm tự hào cho bao thế hệ người Việt Nam. Nhớ về Điện Biên thì chẳng thể nào quên những hình ảnh đã đi vào lịch sử. Kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra. Chính hình ảnh ấy đã khơi nguồn cảm xúc để nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác ca khúc Hò kéo pháo. Âm hưởng rộn rã của bài hát đã tái hiện thành công hình ảnh, khí thế hừng hực, tràn đầy quyết tâm của bộ đội ta khi kéo pháo vào trận địa. Giờ đây, mỗi khi những câu hát Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo, Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi vang lên, thì hình ảnh hàng trăm chiến sĩ mặc áo trấn thủ, đội mũ nan, cúi rạp người, những bàn chân bám chặt mặt đất đầy sỏi đá, những đôi bàn tay xiết vào dây kéo pháo dường như lại hiển hiện trước mặt. Hình ảnh ấy, âm thanh ấy đã tạo nên khí thế mạnh mẽ, có thể vượt núi cao đèo sâu, không quản ngại gian khổ hy sinh để làm nên chiến thắng. Cao hơn núi, vượt
sâu thâm thẳm, thực nào sâu bằng chi căm thù. Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù. Qua nhiều gian khổ, vai bạc đằng ta đã đổ mồ hôi. Mắt ta sáng chi căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có rằng là ta cứ đi. Đã có một khối lượng lớn tác phẩm âm nhạc về chiến dịch Điện Biên Phủ được sáng tác kéo dài trong suốt mấy chục năm qua. Trong đó nhiều nhạc sĩ lớn như Đỗ Nhuận, Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Hoàng Vân đều có những tác phẩm sống mãi với thời gian. Có ca khúc được viết trước thời điểm chiến thắng Điện Biên Phủ, có ca khúc mãi về sau này các nhạc sĩ mới giới thiệu đến công chúng. Nếu Hò Kéo Pháo bừng bừng khí thế trên đồi Him Lam đem đến hình ảnh về cuộc chiến gian khổ, Hành Quân Xa là những lời động viên đoàn quân tiến lên phía trước, thì Giải Phóng Điện Biên lại là khúc hoan ca tưng bừng vỡ òa niềm vui ngày chiến thắng. Nếu Qua Miền Tây Bắc đầy chất thơ và thấm đẫm lòng yêu nước nồng nàn, thì Tình Ca Tây Bắc lại vẽ nên khung cảnh rộn ràng, yên bình nơi núi rừng khi mùa xuân đến. Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trăng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang. Mỗi bài hát mang đến những cảm xúc rất riêng, nhưng những khúc ca ấy đều mang sứ mệnh lịch sử đặc biệt khi lưu giữ bằng âm nhạc, giai điệu những mốc son đáng tự hào của lịch sử dân tộc. Như chúng ta biết là trong chiến dịch Điện Biên Phủ ấy, cùng với chiến công của quân và dân còn ghi lại được những tác phẩm về văn học nghệ thuật, trong đó có những bài thơ, những bản nhạc. Và trong đó thì chúng ta nhớ tới như là những bài hát Qua Miền Tây Bắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành, hay là Hò Kéo Pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân trong cái chiến dịch Điện Biên ấy, thì với cái bộ ba tác phẩm là Hành Quân Xa, Trên Đồi Him Lam và Chiến Thắng Điện Biên, thì nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã được ví như là đã khắc vào trong cái không gian của Tây Bắc ba cái đỉnh núi về âm thanh. Đó là một cái bài hát, là cái bước chân của những người chiến sĩ mà lúc đó phải nói thật là lần đầu tiên thấy xuất hiện cái giai điệu mà rất là đậm cái chất đồng bằng Bắc Bộ, nhưng đồng thời là cái chất những người lính, là người nông dân áo vải đi tham gia chiến dịch, là với những cái xe thồ, với những cái gồng gánh trên vai, và hơn nữa là với cái nhiệt tình rất lớn của tuổi trẻ. Thì cái bài hát Hành Quân Xa dẫu có nhiều gian khổ ấy, là lần đầu tiên được đánh giá là một bài hành khúc cách mạng Việt Nam được xây dựng trên cái nền của âm hưởng dân ca Bắc Bộ, tức là nó là thoát ly khỏi cái hình thức hành khúc, tức là hành khúc là một cái thể loại âm nhạc được du nhập từ châu Âu vào và đã biến thành là một thể loại âm nhạc dân gian dân tộc Việt Nam, nhưng mà mang cái tính hành khúc, tính nhịp đi. Rồi sau đó là một cái bài đánh dấu cái ngày mà đầu tiên chúng ta quân và dân ta nổ phát súng đầu tiên vào đồi Him Lam, thì nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã có ngay cái bài là Trên Đồi Him Lam, kịp thời động viên quân và dân ngay trong những loạt đạn đầu tiên
trong những cái đợt công kích đầu tiên từ tháng 3 năm 1954 cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì ở đây thì báo chí cũng như rất nhiều cái hồi ký nói rất nhiều, bản thân nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng đã nói về cái tác phẩm Chiến thắng Điện Biên, và bây giờ chúng ta vẫn thường gọi là Giải phóng Điện Biên ấy, là đấy là một tác phẩm được sinh ra đời ngay trong đêm mùng 7 tháng 5 năm 1954, khi mà nhạc sĩ Đỗ Nhuận còn ở cách chiến trường Điện Biên, cách nơi mà tướng Đờ Cát giơ tay hàng, thì hầm Đờ Cát đi khoảng độ trên chục cây số, đó là cái khu vực là Mường Phăng. Lúc ấy đang làm đường thì nghe tin là đã Mường Thanh giải phóng rồi, Điện Biên giải phóng rồi, thì nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã lập tức trong đêm đó là sáng tác bài Giải phóng Điện Biên. Thì bài này cũng được đánh dấu là một trong những cái phát hiện về mặt kết hợp giữa âm nhạc của đồng bằng Bắc Bộ, âm nhạc dân tộc Kinh với lại những cái nét giai điệu của dân tộc Thái, là biến thành một cái bài trường ca và mang cái, vừa cái mang màu sắc của dân tộc nhưng đồng thời là nó phản ánh đúng cái tinh thần của phấn khởi và vô cùng tự hào khi mà quân và dân ta đã giành được cái chiến thắng vĩ đại trong chiến dịch Điện Biên lịch sử. Thì cho đến ngày hôm nay, nghe lại mỗi một ngày trên Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 5 giờ sáng có phát cái giai điệu Giải phóng Điện Biên, thì chúng ta vẫn thấy rằng là cái giá trị đích thực của những bài ca cách mạng vẫn đi cùng với năm tháng, và giá trị của những bài hát đó không chỉ trong những thời điểm lịch sử mà còn có giá trị trường tồn cho đến ngày hôm nay. Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, giữa mùa đầy hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui. Trong số các sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Giải phóng Điện Biên đã trở thành khúc ca chiến thắng bất hủ khi được chọn làm nhạc hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong suốt nhiều thập niên. 66 năm đã trôi qua, chiến trường xưa giờ yên tiếng súng. Máu ngừng rơi, mất mát và hy sinh vì bom đạn cũng lùi vào quá khứ. Điện Biên năm xưa giờ ngày một chùa phú xanh tươi, không ngừng phát triển đi lên. Trên mảnh đất ấy, khi mùa về, hoa ban vẫn tươi thắm trong nắng sớm. Và trên khắp dải đất hình chữ S, những khúc ca về Điện Biên sẽ mãi được ngân vang mỗi độ tháng năm về. Giải phóng miền Tây, bộ đội ta đã mau trưởng thành, thắng trận Điện Biên Phủ càng tin quyết tâm ở trên. Đổ mồ hôi qua đây, bao cầu vượt xuân qua khói đất đường thắng lợi về đây. Phương châm đánh chắc ta tiến lên, lực lượng như bao ta, quân thù mấy cũng phải ta. Vang lừng tiếng súng khi mừng công, hoa lòng ta dâng pháp mấy đâu chờ mong. Xiết bao sương vui như quê phơi phới, đời dân hăng hái khi chúng ta trở về. Dòng đất chúng ta đã về, vui mừng đón chúng ta đến về. Là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam.